Ta xa rồi em nhé, đừng em cứ vui, đừng về bên gác trò để mắt tôi với đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Xin chào anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio ha. Thì hôm nay tiếp tục em sẽ review, tập hợp giới thiệu đến chị các bạn một con micro hát thu âm livestream mẫu mới ha anh chị các bạn ha. Thì cái ngoài hộp nó có để cái hình của con mic đây nè. Đó, nhìn thì nhìn cũng khá là xịn sò, cũng rất là đẹp nha anh chị các bạn. Thì dành cho anh chị các bạn nào chưa biết á, thì bên em là Ken Audio nè, chuyên về các cái bộ micro hát thu âm livestream, bàn mixer, micro karaoke. Đó, nói chung là có đầy đủ hết ha. Thì hiện tại là bên shop em ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Còn số hotline hoặc là anh chị các bạn có thể kết bạn Zalo với cái số điện thoại đó là 0932075612. Rồi cũng rất cảm ơn anh chị các bạn trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ bên shop Ken Audio của em, để cho shop của em luôn ngày càng phát triển và mang đến cho anh chị các bạn các sản phẩm chất lượng ha, độc đáo. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa ha, em sẽ tiến hành đập hộp. Thì trong nội dung của cái video này thì em chỉ là đập hộp giới thiệu cho anh chị xem mẫu mã bên trong như thế nào, hình dạng nó ra sao thôi. Còn những cái video sau thì em sẽ có video hát test ha anh chị các bạn. Anh chị các bạn nào chưa bấm đăng ký kênh và mới lần đầu tiên biết đến kênh Ken Audio của em thì hãy nhấn đăng ký kênh nha. Và nhấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra video mới ha, để không bỏ lỡ bất kỳ một cái sản phẩm hot nào trên thị trường. Rồi đây là cái con micro mẫu mới, cái model của nó là, bây giờ em xin phép quay lại nha. Đó, cái model của nó là IKG 1000. Đây, model IKG 1000, micro thuộc dạng consider microphone, tức là consider tức là cái micro này nó sẽ chỉ chạy nguồn 48V nha anh chị các bạn. Đó, micro này nó dùng nguồn 48V. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ xung quanh cho anh chị các bạn xem luôn. Đó, thì cái hộp này anh chị, ở cái hộp bên ngoài đây nè, cho nên trong quá trình vận chuyển thì mình không có tránh khỏi được ở bên ngoài nó hơi bị gọi là nó hơi bị cứng anh chị các bạn. Nhưng mà bên trong, con mic bên trong thì nó vẫn được chêm trắng kỹ lưỡng ha, không vấn đề hết. Mà bên ngoài thì cái hộp bên ngoài nó hơi bị cứng một xíu. Thì trong quá trình vận chuyển thì không có thể nào tránh được mấy cái vấn đề đó đâu anh chị các bạn. Nên là anh chị các bạn cũng thông cảm ha. Ví dụ mà có nhận hàng có một số ít anh chị các bạn á, mình cũng hơi kỹ tính chút á, nên là trong quá trình vận chuyển đến á, cái hộp vận chuyển đi xa mà anh chị các bạn, cái hộp thì bắt buộc nó phải có bị cứng đôi chút thôi. Nhưng mà bên trong, quan trọng bên trong là nó vẫn ngon lành, bình thường, nó không bị gì hết. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ em mở cái hộp ra anh chị các bạn. Đây, đây ten thế này, đây là ngay đây nó cũng đề ghi chữ 48V, tức là chạy nguồn 48V đó anh chị bạn. Đây là một cái tờ giấy giới thiệu hướng dẫn ha. Rồi thôi bỏ qua một bên. Đây, đây em bóc không khoan để bóc cái này ra trước đi, cái thường nhưng chính thì mình sẽ để sau. Đây, đây là cái sóc màu của nó nè. Bây giờ cái bàn tay em đây đúng không, em kê vô để anh chị các bạn hình dung kích thước của nó nè.
đó, nó bự cỡ gần gần cỡ như một cái lòng bàn tay của em nha anh chị các bạn. Trên này có in hiệu ISK nè, rất là đẹp anh chị các bạn. Đây để em xoay một vòng cho anh chị bạn xem. Xúc mau nhìn rất là chắc chắn anh chị bạn đó. Nhìn rất là đẹp. Rồi xong em bỏ qua một bên luôn. Rồi tiếp theo nhân vật chính. Tên tên tên. Rồi để em bỏ bao ra nha. Rồi em bỏ dục bao ra một bên luôn. Đây em quay một vòng để em quay một vòng từ từ để cho các bạn chiêm ngưỡng ha, đẹp xuất sắc. Cái này nó bị đây đó, nó bị dính rồi đó, rất là đẹp anh chị các bạn. Phần dưới đít nè, ở trên đầu nè. À, rồi bây giờ cũng cái bàn tay của em nè, em bỏ vô thử để đo. Đó, anh chị bạn. Cầm cũng rất là đầm tay nha anh chị bạn. Rồi, đó là về cái phần cấu tạo của nó ha. Nhìn đây, tất cả các đường nét đều làm được rất là tinh xảo, bo tròn hết anh chị bạn. Lưới đan rất là khít, lưới rất là chày dặn, chắc chắn, đều đặn nè anh chị bạn. Nói chung là nhìn là biết hàng hàng xịn sò đó chị các bạn ơi. Rồi xong thì cái video này thì cái nội dung đó là em chỉ là để đập hộp cho anh chị các bạn mình chiêm ngưỡng ha. Còn test về cái phần mic đó thì em sẽ có một cái video em test. Rồi, hello anh chị các bạn ha. Thì bây giờ em sẽ gắn cái con mic model IKG 1000 này vào với con Icon ha. Bởi vì con này nó phải chạy nguồn 48V nên là em dùng gắn với con Icon luôn thì nó sẽ tiện lợi ha. Và nó sẽ ok nhất nha anh chị bạn. Rồi bây giờ đây đây là em đang nói nè. Và em đang để hiệu ứng ở chế độ vang là 22 ha. Đây con mic em đang để như thế này đây. Rồi bây giờ em sẽ xin phép là em hát 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 chay, tức là em sẽ không có dùng nhạc nha, em hát 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 không có nhạc một đoạn để chỉ các bạn nghe nha. Đó, bởi vì trong cái video này em không muốn dính bản quyền, bởi vì nếu mà bật nhạc một cái bài hát rất là dễ bị dính bản quyền trên YouTube ha, nên em không mở nhạc và em sẽ hát chay một đoạn để cho anh chị các bạn mình cùng nghe nha. Ta xa rồi em nhé, đường em cứ vui, đừng về bên gác trò để mắt tôi với đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Đó anh chị các bạn, vừa rồi là em hát thử một đoạn đó ha. Rồi bây giờ em tự hát sang một cái bài nhạc trẻ xem sao anh chị bạn. Nói chung là bây giờ em bất chợt em cũng chưa chuẩn bị sẵn trước cái bài hát nào, bây giờ em thử Người đàn ông trong tay chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ. Đó, anh chị bạn thấy không, em hát rất là nghe cái chất âm nó rất là hay anh chị bạn, không biết này nó lọc tiếng khá là ok luôn á anh chị bạn. Anh từng nói trách em rất nhiều, sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất năn lời, sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới yêu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi anh tuổi đôi mươi. Đó anh
chỉ bàn các em hát một đoạn vậy thì anh chị các bạn cũng nghe và cảm nhận được cái con mic chất âm của nó như thế nào rồi ha. À, em mới phát hiện ra thêm một cái nữa nè anh chị các bạn. Khi mà anh chị các bạn gắm nguồn vào cấp đủ nguồn 48V cho nó thì cái đèn nó ở đây nè, nó hơi hiện cái đèn màu xanh lên nè anh chị các bạn. Nó hơi hiện xanh xanh lên xíu ha. Còn khi mà bình thường chưa có nguồn điện á thì cái đèn này nó không có sáng lên. Nó hiện nhưng mà nó chỉ hơi ẩn xanh lên xíu đây thôi nè chị bạn. Đó, rồi, xong rồi, rất cảm ơn chị các bạn đã xem hết video clip này ha. Và nếu như mà cảm thấy hay thì hãy cho em một like nha. Và đừng quên là bấm đăng ký kênh nữa. Anh chị nào mà chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh nha. Và nhấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra video mới. Rồi, rất cảm ơn chị các bạn trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ bên shop Ken Audio của em. Rồi anh chị các bạn cần tư vấn về một bộ mic hát thu âm live stream hay là các cái sản phẩm về karaoke thì có thể liên hệ với bên Ken Audio của em qua số hotline cũng như là có thể kết bạn Zalo nè. Đây là cái danh thiếp của em nè. Đó, với số hotline 0932075612. Đó, em có để trên màn hình luôn ha. Rồi xin chào. Xin chúc chị các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video lần sau nha. Hey, hello anh chị và các bạn. Nếu như cảm thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Và đừng quên bấm vào cái chuông thông báo, bấm vào tất cả để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhất nha.